người đã ra đi có thể trở lại. Vết thương ngày nào có thể liền ra, nước mắt sẽ thôi rơi, đôi môi lại chín đỏ. Bồi hồi ngày gặp nhau xua tan đi bao nỗi mong nhớ. Vòng tay yêu thương có thể rộng mở, bao mây buồn sâu có thể dẫn ta. Và điều này thật rộn ràng, ngày mai có thể một ngày mai chúng ta sẽ gian đã qua đi không thể trở lại, dòng sông đã ra đi làm sao về chốn cũ. Não nức khơi xa không thể thiếu những cánh buồm, áng mây trên trời không thể ngừng trôi. Còn đâu miền dương gian uống tan mặt trời, tình yêu có lên ngôi khi không còn đêm thôi. Đã có sông sâu không thể thiếu những suối nguồn, bóng em trên đời đâu còn tình yêu. Người đã ra đi có thể trở lại, vết thương ngày nào có thể liền ra, nước mắt sẽ thôi rơi, đôi môi lại chín đỏ. Hồi hồi ngày gặp nhau xua tan đi bao nỗi mong nhớ. Mong tay yêu thương có thể rộng mở, bóng mây buồn sâu có thể dẫn ta. Và điều này thật rộn ràng, ngày mai có thể một ngày mai chúng ta sẽ chúng ta sẽ
có thể một ngày mai chúng ta sẽ thành cảm ơn rất nhiều. Xin được cảm ơn quý vị. Và đó là lời chào mừng nồng nhiệt, lời cảm ơn chân thành nhất, lời chúc phúc thân thương. Châu Vương, anh em ban nhạc 4 song 1, dịch viên tiệc cưới nhà hàng Lưu Động Hải Đào xin được mến trao về quan viên này họ dành về cho tất cả quý vị. Khi chúng ta đang cùng tề tử cùng sát cánh bên nhau chính tại khán phòng hôn trường này, để rồi chuẩn bị chắp cánh cho tình yêu của đôi bạn trẻ. Khi những lời chào mừng nồng nhiệt, khi những lời cảm ơn chân thành nhất mà chúng tôi mến trao về cho quý vị, khi nó vừa chấm dứt cũng là lúc mà chương trình với tân hôn của đôi bạn xin được nói